Lời cảnh báo từ một nạn nhân của việc du hành thời gian. Tôi biết, du hành thời không đối với công chúng quả thực là một chủ đề gây tò mò và phấn khích. Nếu nắm được bản chất của thời gian và không gian, các bạn sẽ thấy chuyện này không có gì là bất khả. Thậm chí trong những nền văn minh trước thời đại của chúng ta, nhiều phương pháp dịch chuyển đã được thực hiện, tất nhiên phải được kiểm soát nghiêm ngặt bởi những sinh mệnh xứng đáng. Nếu một người chưa đủ năng lực tinh thần và trí thức để có thể kiểm soát, cô ấy hay anh ấy sẽ sớm mang lại thảm họa cho dòng thời gian bị tác động. Nói theo một cách tổng quan thì, nhân loại ở thời không này, trên trái đất này không nên chạm tay vào chiếc hộp Pandora. Tôi chỉ có thể khuyên chứ không thể ép buộc các bạn vì nó nằm ngoài khả năng của tôi. Nhưng trước khi các bạn mạo hiểm thực hành theo những phương pháp được chia sẻ trong các tầng sâu hơn của mạng Internet và trở thành một con chuột bạch, hãy lắng nghe câu chuyện của tôi. Du hành thời gian không giống như trong phim, không phải cái kiểu bạn ngồi vào một chiếc DeLorean hay một cỗ máy sét giật ầm ầm, sau đó tất cả bị cuốn vào một vòng tròn thời gian, dịch chuyển đến quá khứ giũa móng chân cho T-Rex hay giải cứu Napoleon khỏi Saint Helena. Không, có nhiều cách để dịch chuyển qua thời không toàn phần hoặc bán phần. Nhưng kiểu phim ảnh như vậy là không thể. Nếu bạn muốn tìm hiểu một cách nghiêm túc dưới góc nhìn học thuật, tôi sẽ gợi ý cho bạn phương pháp của tôi. Đó là kiểm soát phản âm tachyonic. Tôi đã may mắn xây dựng được một tổ hợp có thể dùng được sau một sai sót bất ngờ. Khi đó, tôi đang thực hiện thí nghiệm cấu trúc các hạt cơ bản để gia cố trên nền một vật liệu khúc xạ âm, giúp tăng cường liên kết cho các chùm laser, và cuối cùng trên lý thuyết sẽ tạo thành một khối Kugelblitz. Nhưng bạn biết không, cuối cùng công trình đó đã trở thành vô nghĩa bởi tôi đã có thứ mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ tới. Với một nhà khoa học như tôi, giải Nobel có những ý nghĩa đặc biệt, cho dù trên thực tế nó cũng chẳng có giá trị gì. Nhưng lúc đó, tôi đang bơi trong một bể ý tưởng cho khám phá này. Tôi cực kỳ phấn khích bởi thứ công nghệ vượt tầm nhân loại này. Một người đàn ông 45 tuổi như tôi cũng đã phải mất một thời gian để ổn định lại tinh thần. Thứ sức mạnh này là không thể đo đếm được. Tôi trở lại quá trình hoàn thiện thiết bị của mình trong phòng thí nghiệm, đặt tấm biển không làm phiền bên ngoài, và lặp lại những bài test sai y hệt để ổn định lại thiết bị. Và lần nào tôi cũng thấy hiệu quả tương đồng của nó. Hiệu ứng này được gọi là phản âm tachyonic. Về cơ bản, cách thiết lập này giúp tôi gửi đi những tín hiệu và thông điệp về quá khứ. Bộ phát cũng chính là bộ nhận, nhưng thay vì nhận sau tích tắc hoặc sau một thời gian ngắn, thì tín hiệu được truyền về mốc thời gian trước đó, hoặc là thời gian tương lai của một thực tại tương đồng. Để tôi giải thích một chút, chúng ta đang sống trong một vũ trụ khối, nơi mà quá khứ và tương lai là cố định, và những gì mà chúng ta gọi là hiện tại thì chỉ là vị trí hiện tại của chúng ta trong thời gian không thay đổi. Tôi đã tự cảnh giác với bản thân về việc sử dụng phương pháp này để làm giàu cho bản thân bằng cá độ, chứng khoán, thể thao, v.v. Tôi không muốn gây sự chú ý vì những chuyện này, bởi thứ tôi đang có ở đây giá trị hơn rất rất nhiều. Mặc dù thì tôi cũng đã mua một tờ vé số trúng 20.000 bảng Anh để trang trải một ít chi phí nghiên cứu. Đến lúc này, tôi di chuyển toàn bộ thiết bị sang một căn phòng biệt lập và chặn hết mọi nẻo thông ra các phòng lân cận. Các nhà nghiên cứu khác tỏ thái độ ra mặt về sự kỳ quặc của tôi. Tôi nối điện thoại từ phòng lab về nhà và thiết lập một đường điện riêng với hóa đơn chuyển thẳng về nhà riêng của tôi. Đến lúc này, tôi đã kiểm soát được mốc thời gian máy nhận được tín hiệu trong quá khứ, miễn là đường viễn thông vẫn online. Và rồi vào tháng 10 năm 2019, tôi nhận được một tin nhắn từ tháng 3 của năm 2020, cảnh báo tôi về một đại dịch toàn cầu. Dịch nào? Chắc các bạn cũng đã biết. Thông tin này giúp tôi chủ động và có thời gian tích trữ thực phẩm, thuốc sát trùng, khẩu trang y tế, phụ tùng thay thế cho điện thoại và đặc biệt là kết nối băng thông rộng thứ hai.
Mặc dù nó đã phát huy tác dụng rất tốt để tôi chuẩn bị, nhưng tôi đã trải qua vài tháng tiếp theo trong sự lo lắng sâu sắc. Tôi biết là tôi không thể làm gì để ngăn chặn sự lây lan của virus, nhưng còn gia đình tôi thì sao? Vào Giáng sinh, tôi đã cố gắng kêu gọi mọi người tích trữ, hãy cẩn thận, tránh tiếp xúc với xã hội trong vài tháng tới, nhưng họ đều nghĩ rằng tôi đã đọc quá nhiều blog hoang tưởng. Tôi biết điều gì sẽ đến nhưng không thể làm gì để giúp đỡ những người mà tôi yêu thương. Đây là một cảm giác bất lực rất khó tả. Điều này kết hợp với việc tôi phải đóng cửa từ tháng Giêng khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm khá nặng. Tôi phải mất hàng tháng trời để phục hồi, và trong khoảng thời gian đó, tôi viết ra cho mình một bộ quy tắc. Tôi sẽ tiếp tục gửi tin nhắn về các sự kiện quan trọng, nhưng tôi sẽ chỉ cung cấp ít chi tiết về sự kiện đó và tập trung vào các khía cạnh trên thực tế tôi có thể làm để tác động. Và điều này đã có hiệu quả trong một khoảng thời gian. Vào ngày 23 tháng 8, một tin nhắn nói với tôi rằng đừng có đi chơi vào ngày 24 tháng 8. Tôi quyết định ở nhà. Và sau đó, ngày 25 tháng 8, tôi đọc được tin tức rằng đã có một vụ cướp có vũ trang xảy ra tại cửa hàng ở góc địa phương của tôi. Rất có thể tôi đã không ở trong cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ cướp, nhưng tôi cũng không muốn bản thân mình phải chứng kiến thảm cảnh đó trong tương lai. Sau khi đọc bản tin ở thực tại này, tôi đã gửi lại tin nhắn về trước đó 2 ngày. Rồi vào tháng 11, có một tin nhắn với nội dung đơn giản đó là ngày mai hãy về nhà bố mẹ. Tôi mất 5 giờ lái xe nên đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để tận hưởng cái cảm giác làm chủ cuộc sống theo một cách không thể diễn tả nổi. Tôi ở lại nhà ba mẹ cả đêm. Sáng hôm sau, mẹ tôi đổ bệnh. Bà đã qua đời 3 ngày sau đó. Và tôi vĩnh viễn biết ơn bản thân mình vì tôi đã được trải qua buổi tối hạnh phúc cuối cùng với bà. Tôi có thể kể ra rất nhiều những cách khác nhau mà cuộc sống của tôi được cải thiện thông qua việc sở hữu chiếc kèn phản âm Technionic. Nhưng vào năm 2021, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ đi khi tôi bắt đầu phá vỡ những quy tắc của mình. Lúc đầu đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Tôi sẽ tự gửi cho mình kết quả của các cuộc bỏ phiếu. Tôi sẽ tự cho mình biết thời tiết tuần tới. Về cơ bản, tôi đang lách luật. Bởi những sự kiện này tôi không thể nào tác động để thay đổi hoặc làm lợi cho bản thân mình theo một khía cạnh trực tiếp. Nhưng tại sao tôi của tương lai lại gửi về những tin nhắn như vậy? Trên thực tế, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn mà bản thân không hiểu lý do tại sao. Điều này làm phiền tôi bởi vì tôi sẽ phải làm điều tương tự để nối tiếp chu kỳ này. Rồi tới một buổi sáng, tôi thức dậy, thấy một tin nhắn vừa nhận được. Nó chỉ đơn giản viết là, hãy giết CS. Thật không thể tin được. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về cái người có tên CS này. Sau đó tôi tìm kiếm trên Facebook, rồi biết đây là một người sống tại địa phương, cách đó vài con phố. Nhưng tại sao tôi lại phải giết một người mà tôi chưa từng gặp? Tôi không phải là một kẻ giết người. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ tung ra một cú đấm. Tôi là một nhà khoa học. Tôi đã bị stress rất nhiều vì suy nghĩ này và quyết định loại bỏ chỉ dẫn đó. Nhưng tuần sau tôi đọc được tin tức CS đã bị bắt. Anh ta là một loại tội phạm cực kỳ tồi tệ mà tôi không biết phải dùng ngôn từ nào để mô tả. Và tội ác cuối cùng của hắn, vâng, nếu tôi vâng lời chính mình thì một đứa trẻ vô tội trên thế giới này đã không phải lìa xa cõi đời. Phải chăng tôi của tương lai đã quá nóng giận trước tội ác này mà gửi thông điệp về quá khứ? Chắc các bạn cũng cảm nhận được sự hỗn độn của tôi trước tình huống khó xử này. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Tôi đã không làm gì được nhiều ngày, thậm chí không rời khỏi giường. Sau đó, tôi lại nhận được một tin nhắn. Giết JL. Lần này, tôi không do dự. Tin nhắn này đã khơi gợi trong tôi một cảm xúc lạ thường. Tôi tìm kiếm và biết rằng anh ta sống và làm việc cách chỗ tôi khoảng 2 giờ lái xe.
Nếu đây là cảnh báo cho một điều tồi tệ nào đó, tôi phải hành động thật nhanh. Nhưng anh ta sẽ làm gì? Tôi không biết. Anh ta sống ở một vùng ngoại ô. Tôi lái xe tới đó vào ban ngày, dò tìm. Tôi quan sát thấy rằng xung quanh nhà của anh ta không có camera và có rất ít hàng xóm. Tôi quyết định nán lại chờ và mang theo một chiếc búa. Tôi sẽ không kể tiếp câu chuyện. Tôi không muốn nhắc lại. Trong nhiều tuần, tôi lùng sục tin tức địa phương và các trang quốc gia chờ xem là tên JL đó đã làm cái gì để phải chết. Không, không hề. Chỉ có một tờ báo địa phương đề cập tới việc anh ta đã mất tích. Nhưng mô tả anh ta là một người được gia đình yêu thương, làm việc tại một nhà xe tại địa phương. Có lẽ những bí mật của anh ta sẽ không bao giờ được lộ ra ngoài nữa. Tiếp theo là về một người phụ nữ. Tin nhắn ghi: giết RS. Đó là một nhà sinh vật học. Và với tôi điều này là logic, bởi cô ấy đang thực hiện nghiên cứu bí mật về chiến tranh hóa học. Và nếu dự án đó thành công, số người chết là không thể đong đếm. Tôi nhận thêm hai tin nhắn tương tự, nhưng không hiểu tại sao họ phải chết. Không có lý do nào cụ thể được tiết lộ. Nhưng ở chu kỳ này, tôi không gửi tiếp tin nhắn. Tôi chờ đợi cho tới khi tìm ra lý do. Lần cuối cùng là vào tháng 1 năm 2002. Nhưng những tin nhắn đã khác đi kể từ thời điểm đó. Cụ thể là những tin nhắn chỉ nói về một cuộc chiến đang được nhiều người quan tâm. Tôi biết về nó 6 tuần trước khi bắt đầu. Tôi biết con số thương vong và biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Và công việc của tôi đơn giản chỉ là gửi tiếp tin nhắn về quá khứ để tiếp nối chu kỳ. Cho đến một ngày, tôi nhận được một tin nhắn trong sự sững sờ. Sẽ có một sự kiện tồi tệ xảy ra với tôi. Tin nhắn được gửi đi ở mốc thời gian sau đó 4 ngày. Tôi thực sự sốc. Phải chăng bản thân tôi cũng không thể kiểm soát được thời gian của chính mình? Tôi thực sự không biết phải làm gì. Vài tiếng sau, tôi quyết định viết lại một lời nhắn, cũng là lời cảnh báo tới tất cả mọi người. Không nghiên cứu du hành thời gian, bởi nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn, ngoài sự đau buồn và những chuyển biến tiêu cực về nhân cách. Tôi sẽ gửi đi cái này, và tôi sẽ chạy thật xa nơi đây, cùng với tin nhắn cuối cùng, ghi rằng thi thể và chiếc xe của tôi đã được cảnh sát tìm thấy từ camera giao thông. Lúc đó sự rối bời của tôi là không thể nào tưởng tượng được. Tôi chạy trốn với một câu hỏi đau đáu trong đầu. Nếu tôi đã chết, thì ai là người đã gửi tin nhắn này?